hai người đã trở lại với một mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với em các trận đấu hay của ngày hôm nay. Đầu tiên là trận đấu của Pháo đối đầu với bạn kia. Nào, chúng ta hãy cùng xem combo. Đầu tiên là bạn này chơi EF, bạn Pháo chơi EF. Nào, chúng em cùng xem combo bạn kia sẽ chơi cái gì. Vâng, bạn kia chơi sợ luôn. Nào, chúng em cùng coi combo. Và nếu anh em sẽ hay thì đừng một like, một đăng ký kênh để mình có được nha. Và đây là số, ôn lại số. Số anh em gửi về cho mình số thứ 5. Và ra trước tiên 3 trận đấu của ngày hôm nay. Mình ta đun đang cố gắng để chiến thắng. Rồi, quả này Pháo thua rồi. Rồi, Pháo đã bị thua. Trước sức mạnh bởi Tha Tôn Nick bởi đã bị... À, bởi chưa thua. Có thể là kèo. Hai đại mình đến luôn. Ok vậy, bắn. Bắn. Bắn, đang công rồi. Bắn, đang công. Nó chưa hết à? Rồi, bây giờ chúng ta xem bạn kia nập kèo hai đại viên đế như thế nào. Rồi, chúng ta cùng xem. Và đây là thuộc thứ 5 anh em gửi về cho mình. Và nếu anh em có gần thích nữa hay thì anh em gửi qua đá lô cho mình nha. Để mình có nhiều cái thứ hay để đăng và có nhiều được coi. Và trận đấu đã kết thúc, bạn Pháo đã bị thua. Và đến với trận đấu kế tiếp, trận đấu của Chiêu Hê Đô đối đầu với Đào Ngố chơi xa đun. Nào, lên một thêm combo của xa đun Đào Ngố hồi trước. Đã ông ngố là mình đã đỡ đến CG phim của mình Dubu KK. Hồi trước mình cũng có Dubu KK, mình có phần 1, phần 2 và nghỉ. Vì các phần sau cũng không hay mấy. Rồi, chỗ này cũng xem cái mùa của đã ông ngố. Đã ông ngố, đã ông ngố nó đào tròn. Chắc bạn này là fan của Yugo Chikai. Rồi, hôm nay cùng xem Yugo Chikai chơi thật luôn. Bạn này không biết cái gì. Rồi, ý ngay đi là hạng 4 và cái kia thì bên Kyo Hedo thì có thể là kéo hay không? Chơi cả đá viên đế luôn kìa. Người sao chắc để lên con xe lửa. Rồi, lên con này để làm gì đây? Để hử nó tôi chứ làm gì? EF nguyện cầu sẽ là một lá phép bút cho EF. Không cho EF bị phá hủy trong chiến đấu. Trong chiến đấu thôi nha. Chứ không phải bất tử yêu. Rồi, đứng không thôi để anh đi chiến thắng. May mà cứ coi còn là cái đốt ma thần một đất, là cái đốt của trợ thực hiện bet năm vừa rồi, năm nay hồi tháng 2 ấy. Rồi, chỗ này cũng xem thật đun tên gì để chiến thắng. Rồi, bây giờ lên đồng người sao đặt đi phát. Có vẻ Sadun đang công bố rất hay trước Kyo Hedo. Rồi, bây giờ có thể nâng công bộ điện thương mặt rồi. Nâng công chịu biết thôi. Và lần chiến thắng, đáo ngũ đây là chiến thắng. Và đến với trận đấu kế tiếp, trận đấu của bạn này. Với lại,
thích Kiên Quang. Thích Kiên Quang. Bài cái chuyện nó này dài thấu phút mình được trước mọi miệng rồi. Tôi thích Kiên Quang tên là người đi trước và bị bước ngay chiều kêu con gà. Nghe nói chiều kêu con gà sẽ bán lại với giá 2 triệu đi kèm với con rắn với một baby. Cục em đi với chiều kêu con gà là 1 triệu lồng 1 triệu là 2 triệu. Đúng là mất 2 triệu cũng không ngon mấy. Nếu mà nó để con siêu đến thương gia thì chắc chắn sẽ có nhiều người mua. Đào phát hành lại không biết bán rồi. Đề nghị tháng sau thằng đám này để con siêu đến thương gia mất 2 triệu. Con sự lợi ích mất 1 triệu. Chắc chắn sẽ có nhiều người nạn để có hai con đó. Rồi, chúng ta hẹn gặp lại cùng mùa của bạn Thích Kiên Quang. Bạn ES kia đi sau rồi thì chắc là đi để chiến thắng. Và chúng ta hẹn gặp lại cùng mùa. Và nếu như ai em thấy hay thì hãy chung mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực nha. Và các anh em nào có cần link hay thì hãy gửi về Zalo cho mình. Zalo của mình ở cái bìa của kênh đấy. Rồi bên này đến thích quan đen gì đây mất cái y phất của con đâu. Rồi lên quan linh 4 để đập đang có đấy. Rồi lấy thích cho con lấy được cái lá bài thường kinh cả chủ đốt của bà ấy và dùng rất hay. Rồi bạn ấy đã lên được con Blue Angel ở bức tường rồi. Làm gì đây, đủ tự tác thì hết lấy chấm rồi. Rồi đá rồi, bây giờ thì sẽ làm gì đây, bắn rồi tấn công và tấn công. Mày ở vương kịp bút cho hai con. Nếu con nữ xong rồi. Rồi vừa tỉnh quyết định. Thích Kiên Quang đang cố gắng để ông ạ, bạn KS đang cố gắng để chiến thắng. Bút đường như kìa, không người không chịu đấy. Bắn rồi, bây giờ thì đến lượt của bạn Thích Kiên Quang công bố và nó không thôi để chiến thắng. Và nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực nha. Và like đi anh em chứ ý dài quá, một video quá, một hai like cũng chán. Rồi, bây giờ liên lượng của bạn kia combo và bạn kia ra gì ạ? À, ăn hai con thử kia cả. À, ăn hai lá nhanh chắc. Rồi, bây giờ liên con này để đỡ xác thôi. Nhưng quả này hỏi rồi. Rồi, 8.000 tí ơi ít này. Rồi trận đó nó cũng khá dài đấy, anh em nó coi hết nha. Và hôm nay cùng tên trận đấu vẫn đang lấy được con siêu đế tu già của bên kia và nâng con thôi. Một trận đấu rất gần co của bạn, hai bạn cùng một rồi siêu cái gọi là siêu sa lăng và siêu sa lăng đã ra sân và tấn công. Không công điếc, may mà có điện nữa rồi. Được không? Tấn công thôi, để anh chiến thắng. Được không?
Rồi nếu em thấy hay thì mình muốn like và đăng ký kênh để mình có đủ việc, để mình có động lực là động lực nha. Chứ ít like quá, ít thức quá mình mới làm lại ở cái kênh này được 15 ngày rồi mà được ít like quá. Một bộ video có 100 đến 300 like với ít. Rồi bên kia nó lấy lại trò chơi con gà. Trò chơi con gà sẽ được bán lại giá 2 triệu ở trên ở trong sự kiện ngày mai. Và sự kiện ngày mai là thắng đá nhất, muốn lấy nhất của mình chỉ là đấu trường La Mã. Nghe nói ngoài người trò chơi gà đấu trường La Mã là thì trên sân mình có ít có hai hơn sẽ định. Thì phía định chứ không phải triệu hội đặc biệt